Kính thưa quý vị, tôi là luật sư Lê Công Tâm và sau đây là chương trình đối diện vấn đề với dược sĩ Phạm Khiêm. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và xin chào anh Phạm Khiêm. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của Đài Việt Linh và xin chào luật sư Lê Công Tâm. Vâng. Ngày hôm nay thì bà Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, bà đã chuyển cái bản kết tội Tổng thống Trump về cái vấn đề đàn hạch lần thứ hai sang cho Thượng viện. Thì nhiều quý vị cũng đã biết từ hôm 6 Tây tháng Giêng khi mà có một cuộc biểu tình vĩ đại tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, hàng triệu người ủng hộ ông Trump đã về đó và sau đó nó đã có những cái cuộc hỗn loạn xảy ra ở tại văn phòng Hạ viện và các cái dân biểu thuộc đảng Dân Chủ và một số ít của đảng Cộng Hòa đã kết tội là Tổng thống Trump là cái người giật dây và là cái người đã tạo nên những cái cảnh hỗn loạn đó. Sau đó thì Hạ viện với cái đa số phiếu của các dân biểu của đảng Dân Chủ thì họ đưa vấn đề đàn hạch lần thứ hai, đây là một cái điều mà chưa bao giờ xảy ra trong hiến pháp Hoa Kỳ mà tổng thống bị đàn hạch thứ hai vào trong cái thời điểm mà ông mãn nhiệm kỳ. Và ngày hôm nay thì bà Chủ tịch Hạ viện đã đưa cái bản kết tội đàn hạch lần thứ hai tổng thống Trump lên với một tội danh là xích động những cái cuộc nội loạn, bạo loạn ở tại Quốc hội. Và người ta phía bên Thượng viện thì họ dự trù sẽ đưa cái vụ đàn hạch này ra để xét xử. Như quý vị đã biết, khi mà đàn hạch tổng thống thì Hạ viện là cái cơ quan kết tội và Thượng viện là cái cơ quan xét xử. Vào ngày 8 Tây tháng 2 tới đây thì sẽ có một cái cuộc xét xử. Cái người ngồi ở trong cái ghế xét xử sẽ là Chủ tịch Tối cao Pháp viện. Muốn đạt được cái bản án đàn hạch tổng thống lần thứ hai này thì phải có 67 thượng nghị sĩ bỏ phiếu chấp thuận cái việc kết tội của Hạ viện. Tuy nhiên cho tới giờ phút này người ta biết rằng chỉ có 50 thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ và nhiều nhất là 5 thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa là những người đã từng chống đối ông Trump trong nhiệm kỳ 4 năm qua của ông, chẳng hạn như ông Mitt Romney, bà Susan Collins và bà thượng nghị sĩ Liza Murkowski. Vấn đề chính ở đây người ta nói rằng là cái vấn đề đó tùy thuộc vào lãnh tụ thiểu số, trước đây là lãnh tụ đa số, bây giờ là lãnh tụ thiểu số, tức là thượng nghị sĩ Miss McConnell của tiểu bang thuộc đảng Cộng Hòa của tiểu bang Kentucky, liệu rằng ông có chấp nhận ủng hộ cái việc đàn hạch hay là ông sẽ nhưng mà phần lớn thì người ta nghĩ rằng cái việc đàn hạch ở tại Thượng viện rồi nó cũng sẽ bị chìm xuống. Vâng, vâng. Khi mà Chủ tịch Hạ viện đưa cái đàn hạch lên cho Thượng viện ấy, thì tôi cũng chỉ mong như thế thôi. Bởi vì cái chuyện nó phải đi tới cái chỗ gọi là nó gọi là người ta gọi là cạn tàu ráo máng, để mà cuối cùng nó có thể cho người dân Mỹ thấy rõ một điều là cái việc mà chia rẽ ở nước Mỹ do Đảng Dân Chủ gây nên nó quá tồi tệ. Bởi vì tới giờ phút này thì người ta cũng cố quên đi cái việc bầu cử nó không có đàng hoàng, thì bây giờ lại còn cố tìm cách để mà bôi nhọ ông Donald Trump nữa. Ví dụ như là ông Donald Trump bị đàn hạch, đối với ông ấy tôi thấy rõ ràng rằng ông sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện tranh cử năm 2024, bởi vì lý do với cái hệ thống như thế này, ông có tranh cử 100 lần chứ nữa thì ông cũng vẫn tất cử mà thôi. Cho nên người ta muốn là sẽ đẩy cái việc này cho tới cái lúc mà những người thuộc đảng Cộng Hòa thấy rõ điều là phải đứng sau lưng Tổng thống Donald Trump, và những người chót ủng hộ đảng Dân Chủ mà bây giờ thấy
cái việc mà ông Biden chẳng hạn không có đáp ứng được những cái ước muốn của họ, mà làm cho những người mà thất nghiệp càng ngày càng gia tăng, rồi lính tráng thay vì đem con về đất nước thì bây giờ lại đem con vào những nơi chiến trường chết chóc, thì lúc đó người ta sẽ sáng mắt ra. Và đó là cái điều mà những người mà đối với lại những người mà nói ở trên đài Mỹ thì chúng tôi nói, nhưng mà đối với người nói trên đài Việt Nam ấy, từ trước nay bây giờ bắt đầu từ từ bắt đầu sáng mắt ra. Và khi người ta sáng mắt ra thì ở Việt Nam ấy, có mấy ông thầy bói mù cũng có thể chạy xe taxi hay là chạy xe hơi được, bởi vì lúc sáng mắt ra rồi, nhưng mà tiền bạc thì sẽ không kiếm được mà chỉ có nghĩa là sống nhờ trợ cấp thôi. Vâng. Cái vấn đề mà đàn hạt Tổng thống Trump ở tại Thượng viện nó sẽ tạo ra những cái khó khăn cũng như là những cái chậm trễ cho tất cả những cái chương trình và những cái dự luật mà ông tân Tổng thống Joe Biden đưa ra. Lý do hiện tại bây giờ vấn đề chính quyền của ông Biden hiện đang đứng trước hai người ngưỡng cửa đường là, một thứ nhất là làm thế nào để mà xóa hết tất cả những cái huyền thoại tốt đẹp của ông Trump trong 4 năm qua, bằng cách là đưa ra những cái chính sách, và những cái chính sách này để cho người dân thấy rằng để cho những cái người mà ủng hộ ông Biden thấy rằng là họ đã thỏa mãn với cái lá phiếu của họ ủng hộ ông Biden. Một trong những cái chương trình khẩn cấp đó là cái ngân khoản trợ cấp COVID đợt 3 trị giá 1.900 tỷ. Có nghĩa là ông Biden muốn rằng mỗi một người dân Mỹ sẽ nhận thêm được 1.400 đồng, và mỗi một người dependent của cái gia đình đó sẽ nhận được 600 đồng. Thì trung bình mỗi một cái gia đình người Mỹ mà có 4 người con, lợi tức thấp nhất thì họ sẽ nhận được vào khoảng 8.000 đồng tiền trợ cấp. Và nếu mà ông Biden thành công trong cái việc được cái dự luật đưa ra được chấp thuận, thì ông nghĩ rằng ông có thể sẽ xóa hết được tất cả những cái huyền thoại về vấn đề trợ giúp của ông Tổng thống Trump trong cái thời gian đại dịch năm ngoái. Tuy nhiên cho tới giờ phút này thì ông sẽ gặp một số những cái chống đối của một số các cái thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa, kể cả những người đã từng chống đối ông Trump, chẳng hạn như bà Murkowski, Liza Murkowski của tiểu bang Alaska. Vấn đề chính là họ nói rằng là ông Biden phải làm thế nào justify, tức là phải chứng tỏ rằng cái việc trợ giúp này nó thúc đẩy được cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, chứ không phải là cái vấn đề trợ giúp để mà trợ giúp, và nó tạo ra một cái vấn đề thâm thủng ngân sách Hoa Kỳ càng ngày càng lớn hơn. Vâng, với cái việc mà gọi là chúng ta gọi là với cái việc lấy tiền thuế người dân để cho những người khác về 1.400 đồng cộng với 600 đồng đứa con nít nữa, nó không xóa được một cái gì cả. Bởi vì chưa cho người dân bằng tiền thuế thì đã có gần 100.000 người rót mất đi rồi. Đây là một người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ tổng trưởng tài chính trong lịch sử của Hoa Kỳ. Thì cái nhiệm vụ chính của bà là làm thế nào phải thực hiện bằng cách là đẩy cho cái dự luật 1.900 tỷ này thông qua Thượng viện, tại vì Hạ viện chắc chắn là đã thông qua rồi. Và thứ hai là làm thế nào thực hiện được cái việc mà lương tối thiểu 15 đồng ở liên bang. Nhưng mà cái vấn đề mà thực hiện lương tối thiểu 15 đồng ở liên bang sẽ gặp sự chống đối rất là nhiều của các thượng nghị sĩ ở tại đảng Cộng Hòa. Đồng thời ngày hôm nay, sau khi trong cái phiên điều trần để mà được phê chuẩn, thì bà cũng xác nhận rằng là chính quyền của ông Biden sẽ không tăng thuế nhà giàu cũng như là giới tiểu thương, đặc biệt là trong cái thời kỳ COVID này. Vâng, trong thời kỳ COVID thì không tăng, nhưng mà mấy hôm nữa nói là COVID hết rồi, mở cửa, tất nhiên là bắt đầu tăng. Tại nhá,
người ta không thể tin được những cái lời nói hứa hẹn. Và chúng ta biết một điều là khi mà tăng cái lương tối thiểu lên 15 đồng, 15 đồng cho một công nhân ấy, một người dân, người công nhân ấy, thì cái này là chúng ta phải nói ngu ơi là ngu. Bởi vì tùy theo từng tiểu bang, tùy theo từng hoàn cảnh, từng nơi một mà người ta có thể điều hành thế nào để cho nó phù hợp. Chứ bây giờ một cái nơi mới tiểu bang nghèo, làm ăn không nặng, không khấm khá được, bây giờ tăng lên 15 đồng thì tất nhiên là những người, những nhà buôn, những người tiểu thương nó dẹp. Còn những cái tiểu, những nơi mà nó làm ăn giàu có chẳng hạn thì mình để 15 đồng được. Thành ra cái việc mà tăng lương tối thiểu là tùy, sẽ phải tùy thuộc từng tiểu bang và tùy nơi chứ không phải không. Chứ bây giờ tất cả mọi người đều tăng như thế thì dĩ nhiên khi tăng như thế thì thay vì nó đang là 30 công nhân, nó bây giờ nó bỏ hết mất chừng 10 công nhân để 20 công nhân chọn bỏ ra để trả cho 20 công nhân còn lại lên đến 15 đồng thì tất nhiên là cái người tăng lên 15 đồng người ta sẽ phải cố gắng hết sức bởi vì người ta được tăng, còn những người kia bị loại ra ngoài. Tất nhiên là cái đội cân thất nghiệp nó càng ngày càng tăng lên, cho nên một lần nữa chúng tôi có thể nói trên đài này bằng một cái từ mà một cái tương đối là nhẹ nhàng đó, là những người mà muốn tăng như thế là cái đầu nó không có. Thưa nghị sĩ, lãnh tụ của thiểu số ông Đảng Cộng Hòa là ông Mitch McConnell ngày hôm nay thì ông cũng đã tuyên bố là ông sẵn sàng thỏa thuận cái việc chia sẻ quyền hành với Đảng Dân Chủ ở tại Thượng Viện, sau khi đã có hai thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ nói rằng họ sẽ không có ủng hộ cái việc chấm dứt cái filibuster, tức là cái đạo luật mà nói chay, nói cãi cối, tức là phía bên đảng thiểu số nếu mà không có đồng ý với đảng đa số thì có quyền nói kéo dài cái câu, bất cứ nói những cái chuyện gì nói dài cho đến khi mà quá cái thời hạn cái đạo luật đó được xét. Thì như quý vị đã biết, cái vấn đề mà cái đạo luật filibuster, tức là cãi chày cãi cối của các cái thượng nghị sĩ đảng đối lập đó, là một trong những cái điều kiện mà đảng Cộng Hòa hiện tại bây giờ được coi như là đảng thiểu số. Lý do mặc dù họ cũng có 50 thượng nghị sĩ, phía bên Dân Chủ cũng có 50 thượng nghị sĩ, nhưng mà cái bà phó tổng thống Kamala Harris sẽ là cái phiếu quyết đúng bất cứ lúc nào. Chỉ cần 50 thượng nghị sĩ đồng ý bỏ phiếu và bà Kamala Harris là cái phiếu cuối cùng thì cái dự luật đó nó sẽ thông qua thượng viện. Vâng, cái filibuster chúng ta phải dùng một chữ này là cái luật nói dài, nói dại, nói dở, nói dai như rách ấy. Cái gì, cái mình phải nói như thế, không có cái, bởi vì không để cho người ta nói mà chỉ có mình thôi, cái người độc diễn ấy vừa nói dai, nói dài, nói dại, nói dở, biết là làm sao, nghĩa là kéo dài ra được, thì cái đó nó gọi là filibuster. Thì chúng ta thấy điều này cù nhầy sơ, vâng, sơ đó thì Hạ viện là thuộc đảng Dân Chủ, bây giờ Thượng viện mặc dù 50-50 và không kể tới Kamala Harris, thì chúng ta cũng thấy một điều là có một số những cái người thuộc đảng Cộng Hòa mà chúng ta gọi là Rhino đó, Rhino là trá hình là Cộng Hòa, thì những cái người đó, người ta có thể đặt điều kiện, có nghĩa là deal, nếu mà mới có 59 thôi chứ chưa được 60 thì deal, tôi được cái này, tôi được cái kia, thì cuối cùng cũng gật đầu. Cho nên tóm lại chúng ta thấy trong cái thời buổi mà đảng Dân Chủ cộng với lại Rhino đó, thì cái việc mà đảng Dân Chủ chiếm thượng phong ở cái thượng viện thì điều đó chúng ta ai cũng có thể thấy được rồi. Vâng, tổng thống Biden là một cái người đã từng phục vụ tại thượng viện hơn 36 năm, thì trong cái thời gian mà vận động tranh cử thì ông cũng chống đối cái việc mà hủy bỏ cái đạo luật filibuster này. Và hôm thứ Sáu vừa rồi để trả lời báo chí thì phát ngôn nhân báo chí bà Jen Psaki cũng nói rằng là Tổng thống Biden cho tới giờ phút này vẫn chống đối cái việc hủy bỏ cái đạo luật filibuster. Tất cả những cái điều mà ông Biden đưa ra hoặc nói chuyện ấy, thì chúng ta cũng thấy một điều là có thể đây nó là những cái sự tính toán ở mé đằng, ở đằng sau. Bởi vì bây giờ ông Biden là một người mà chúng ta nghĩ rằng ông ấy
không có nhiều thời giờ để mà suy nghĩ về những cái điều đó. Và bây giờ là cả một cái tập thể đằng sau tính toán xem nào, thế nào nó lợi nhất cho cái đảng của mình, để mà cuối cùng đạt được cái lợi ích nhất. Và chính đó là lý do mà nếu mà chúng ta nghĩ rằng ông đã có mấy chục năm ở trên Thượng viện và đã có 8 năm làm phó tổng thống cho ông Obama, thì cái đó là hồi xưa khi mà ông còn trẻ. Bây giờ ông lớn rồi, là tới 78 tuổi rồi. Và với cái tuổi 78 tuổi rồi thì thay vì ông ấy về hưu hoặc là ông nghỉ dưỡng già, nhưng mà bây giờ ông vẫn làm việc, thì nhá, cái sự làm việc của ông nó không có được, chúng ta gọi là không được minh mẫn như cái hồi mà ông ấy mới bắt đầu làm thượng nghị sĩ hồi xưa. Vấn đề chính bây giờ là phía bên đảng Dân Chủ, người ta muốn cố gắng làm thế nào để cho cái dự luật 1.900 tỷ của ông Biden được thông qua Hạ viện với một cái tỷ số 51 phiếu thôi. Đó là cái điều mà phía bên đảng Dân Chủ muốn. Cũng giống như năm 2017 thì chính phía bên đảng Cộng Hòa họ cũng muốn sử dụng cái việc đó để mà thông qua cái đạo luật cắt giảm thuế năm 2017. Nhưng mà sau đó thì đảng Dân Chủ đã sử dụng cái filibuster kéo dài cho đến một thời gian tương đối khá dài trước khi cái đạo luật đã được thông qua. Vì vậy cho nên hiện tại bây giờ cả hai đảng đều không có đảng nào muốn bỏ đi cái đạo luật filibuster hết. Bởi vì nếu mà hủy bỏ cái đạo luật đó thì trong tương lai nếu mà họ nằm trong cái vị thế thiểu số thì dĩ nhiên là họ sẽ phải đối phó với những cái điều bất lợi, tức là đảng đa số họ có quyền bỏ phiếu bất cứ một cái dự luật nào mà không có cần phải có một cái đa số 60 phiếu. Vâng, đảng Cộng Hòa, đồng Cộng Hòa, mấy ông ở trong đảng Cộng Hòa bây giờ coi như ngậm bồ hòn làm ngọt, coi như nuốt nhả thì nhả không ra mà nuốt không vô. Bởi vì nếu bây giờ mà đảng Cộng Hòa cản trở cái việc mà 1.900 tỷ trong đó một số là để cho những người dân, thì lúc đó đảng Dân Chủ và cái báo chí khuyên tả đó, nó có thể nói là đấy là mấy ông Cộng Hòa, quý vị bỏ cho mấy Cộng Hòa mà mấy ông Cộng Hòa cản trở cái số tiền giúp cho dân. Cho nên mấy ông Cộng Hòa bây giờ ở trong cái điều kiện, trong cái tình trạng gọi là dở khóc dở cười, cản thì không được, không cản được bởi lý do này lý do khác, thì dân bảo tôi không cần biết, miễn là tại sao tôi không được tiền. Đó là mấy ông Cộng Hòa. Thành ra mấy ông Dân Chủ ở trên, nếu mà chúng ta gọi là mấy ông Dân Chủ ở trong cái kèo trên và Cộng Hòa ở trong cái thế gọi là thế bị động và thua, cho nên muốn cái chày cái cối để làm cho cái việc đưa ra cái dự luật 1.900 tỷ đó thì hoàn toàn là Cộng Hòa chúng ta nhìn thấy là thua tới thua rồi. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình đối diện vấn đề và chúng tôi sẽ để chuyển sang phần bảo trợ của các công ty, và chúng tôi sẽ trở lại chương trình này.